Lực lượng chức năng lập hàng rào tạo chốt cứng tại khu vực ngã tư phố Nam Dư giao với Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội nhằm kiểm soát người dân ra vào khu vực có nguy cơ cao liên quan đến bệnh nhân COVID-19. Chiều 2 tháng 11, lực lượng chức năng đã lập hàng rào tạo chốt cứng tại khu vực ngã tư phố Nam Dư giao với Lĩnh Nam, kèm theo thông báo khu vực nguy cơ cao liên quan người bệnh F0, F1, người dân không thể di chuyển ra vào. Phía bên trong, các hộ dân đã đóng cửa hàng để phòng chống dịch bệnh. Tại ngõ 193 phố Nam Dư, lực lượng chức năng đã thiết lập hàng rào nhiều lớp chặn hai đầu nhằm kiểm soát chặt người dân ra ngoài. Ngoài ra, phường Lĩnh Nam dùng loa kéo, phương tiện xe máy đi đến từng con đường ngõ phố, thông báo cho người dân về thời gian, địa điểm cụ thể xét nghiệm COVID-19. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, ổ dịch Nam Dư đến nay đã ghi nhận 21 ca F0. Được biết, nguồn lây của chuỗi ca bệnh này liên quan đến nhân viên làm tóc của hair salon Mẹ ớt, phố Trần Quang Diệu, quận Đống Đa. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập hàng rào tạo chốt cứng hạn chế người dân ra vào khu vực có nguy cơ cao liên quan đến người bệnh F0, F1. Tại khu vực bên ngoài các chốt cứng, người dân tự động lắp những vách ngăn trong suốt chống giọt bắn. Người dân đến khu vực ngã tư phố Nam Dư giao với Lĩnh Nam đều không được vào bên trong, phải liên lạc với người bên trong bằng cách gọi điện thoại.